studio giống chị Moon á, mới mất người được. Còn điện thoại là chị mất mặt được thôi, không có mất người. Đâu là 80, có 79 thôi à quỷ. Hello OC, mà chỉnh gì trắng tát gì, bữa nay tao mới đổi áp. Áp này trắng đẹp mà, trắng như ngọc trinh luôn. Từ nay xiên lai hơn cả khầy luôn. Nhìn nó giả sao hả? LB nha. Mới sáng sớm là được ăn bánh bao. Mọi người đừng có ghẹo em nữa coi. Lâu lâu người ta mặc đồ ngon ngon chứ mọi người nói hoài luôn á. Đi thay đồ giờ. Công nghệ Stem City độc quyền. Đi thay đồ khác giờ. Yêu anh đi, nhà anh giàu. Anh yêu em đi, nhà anh cũng giàu lắm. Hello anh à Lân nha. Giờ quấn cái mền đi. Trời ơi, cảm ơn Hồ Long nha. Đây thưa ngon. Nhưng anh đang nằm cái anh ghệ 110 của anh mấy á. Có ngày ổng quen ghệ 101 của ổng hoài luôn. Ổng sợ tao không biết ghệ ổng 101 hay sao. Áp chất lượng cao là vậy, gặp ngoài đời như là trong phi. Vậy ngoài đời em cũng nhờ trắng lắm à. Ngoài đời em trắng hơn thầy luôn á. Tự hào ơi. Mày quá thương em nên anh gắng sang năm. Anh hút em về làm giỏi. Chúc yêu thương thêm chúc mê say. Thầy báo đâu hả? Hồi tối mới lên đánh thầy báo ba kèo. Hồi tối thầy báo la lại. Cái em tính là không có like rồi. Em tính là bữa nay là chuyển qua like sáng, không có like tối nữa. Tại vì like tối sụm nụ đi. Cái thấy thằng khầy lai tối, cái nhìn nhìn mặt nó thấy ghét ngứa lên bật lai lên quýnh nó ba kèo xong ọp. Quýnh nó được hai kèo đầu quýnh nó được, kèo muốn sao kèo sau bị anh Bin quýnh lại lòi mồng. Tối mày lai view khác, sáng view khác hả? Đâu có đâu. Sao dở? Lại có view này mà. Sáng gì? Đánh rụng tóc luôn. Ừ hôm qua nó đánh em xù cái đầu em luôn. Bữa mày quay tủ nè. Thấy cái tủ không? Hello anh Lê Hải. Hello Daisy. Mọi người vào đâm thả cho em chả thả trên tim cam nha mọi người. Hello bé Xuyên, em mấy anh để trong tủ đó, anh để tao nè. Labu cu nè. Labu cu labu lon. Chắc là sẽ phóng bự thêm nhé. Phóng bự lại xíu. Đu đu đu. Để chị chấp he mà không biết. Để chị đó. Là bu cu là bu lo. Tính ra ngày nào mọi người cũng dậy sớm ha. Em mà không dậy thì nó sớm like thôi. Ngày nào cũng ngủ tới chiều.
nhận em là đệ chị đi. Em tô xích được thôi, chị vì chị sợ bị trúng chửi. Em ngủ được quá, hàng gì ốm. Ủa, em ốm mà. Em ốm nhôm luôn á. Phải là Mr. Bean. Em ốm nhách à. Ốm mất cái xương quai xanh luôn. Nghiệp cao như đuối rồi còn sợ ai. Nhưng mà em sẽ không có đi tô xích bậy bạ. Nếu mà em có mắc dạy thì mắc dạy thẳng mặt luôn. Chứ em không có tô xích người ta. Em cảm ơn Mr. Bean nha. Cảm ơn anh. Anh thấy em hiền thì em hiền mà. Em hiền điên. Xin vực cờ lờ, cảm ơn Rồng nha. À, lâu quá không thấy Rồng ở Zoom mình ta, Rồng đâu rồi ta. Cũng như em ghét làm không cho bị cây cho mình đúng. Đúng gì. Thả thêm cam nha đàn ơi. Phan Ngọc Anh Thư ít khi ghét ai lắm. Không quá là tao đâu có bao giờ tao ghét ai đâu. Tao chỉ không ưa thôi. Tao không ưa mày. Anh đi ra cả hình bóng ai gọi. Em sợ chị không có cười quá. Thầy bố bị cây mà diễn cái nết à, cái nết mà. Đừng có đánh thêm mà. Con Xuyên kêu em sợ con người chị rồi đó. Chị diễn quá, chị diễn rồi. Em thấy sợ con người chị rồi đó. Sợ thiệt. Mày sợ dữ không? Nhưng mà người ta không đánh thiệt, mày thấy tao hay không? Nhưng mà người ta không có đánh tao thiệt. Em sinh năm nhiêu dạ? Em sinh năm 2000. 2K. Trong khi đó không có ai làm gì hết mà chị la như đúng rồi. Người ta sợ mày nằm dạ. Thư này chắc ở ngoài sâu lắm nhỉ. Cái gì sâu? Cái gì sâu anh? Sâu răng á hả? Không có sâu răng nha. Không có sâu răng được tại đâm sứ. Nhưng gương mặt điện ảnh và có khiếu như này không làm diễn viên thì hơi phí. Ê, hồi xưa là em đam mê làm diễn viên nha. À, lúc mà em còn đi học á là em rất là thích làm diễn viên, ước mơ. Ai hỏi em là sau này làm nghề gì em sẽ nói làm diễn viên. Em sẽ có mục tiêu sẵn luôn là em sẽ làm diễn viên, nhưng mà gia đình ngăn cản. Mắt ướt lầm lành. Nhỏ miếng mắt coi. Chạy nhỏ mắt của em là ta. Em thấy chị có năng khiếu diễn. Làm cái gì? Là sao? Ước mơ làm diễn viên như cuộc đời bắt đi làm idol. Vậy nè, hồi lúc là ước mơ làm diễn viên nhưng mà gia đình ngăn cản không cho. Xong rồi cái đi học nail. Đi làm nail, đi làm bà chủ tiệm nail. Nhưng mà cuộc đời đưa đẩy cuối cùng là đi làm idol. Nói chung là không phải cuộc đời đưa đẩy gì hết, mà tại vì idol nó nhiều tiền hơn làm nail. Nên là thôi tao làm idol sướng hơn.
Hello chị Thư, hello mọi người nha. Hello mọi người mới vào room, chúc mọi người buổi sáng vui vẻ nha. Tự nhiên view tuột dữ bay. Nhiều dữ không? Nhiều dữ luôn. Làm idol chừng 2 năm nữa kiếm tiền xây biệt thự. Idol gầy la 10k mỗi ngày là được chịu rồi. Tháng là được 30 rồi. Ngon lành. Để dành 2 năm xây biệt thự luôn. Còn là gì nữa đâu, ừ thì còn là gì nữa đâu. Em nhà ở đâu hả? Ở đâu thì còn lâu mới nói. Chị nào chị xây biệt thự mướn làm lau nhà như chị, ok luôn. Nhưng mà hết ở nhà mướn thì khổ quá. Tại vì tao chưa có đủ tiền xây biệt thự nên tao mới phải thuê nhà. Lệ buồn, chỉ tin ta bao lâu giờ đây mới cao thức xa. Từng ngày cầm gì vừa rụng rơi khi mùa đông đến. Nhìn môi Thư chỉ muốn hôn. Thích cái cô ấy thân giản mỗi tháng tôi đi nhà khổ quá à. Đó là content thôi. Content thôi, hiểu không? Nhưng mà không có tiền đóng tiền nhà thiệt. Ý là mình nói content vậy thôi, nhưng mà mình không có tiền thiệt. Khi nào xe biệt thự thiếu gạch đá thì đi khắp TikTok kìa. Là chúng quýt không còn cái răng luôn á. Em cảm ơn anh chuối nha. Kiểu mình bị sĩ gì. Mấy người giàu hay than lắm. Mấy người giàu ai mà than. Mấy người giàu rồi người ta đâu có than đâu. Mấy người nghèo người ta mới than. Thank you, Rosie. Rosie, hi, Rosie, kiss me. Đang gặp anh Thơ, nay lai mai nghỉ, mốt đi Mỹ không biết không? Tự nhiên đi Mỹ chứ má. Tự nhiên qua bên Mỹ làm gì nói chuyện, không có ai hiểu hết trơn. Xong rồi ta nói chuyện, tao cũng đâu có hiểu luôn bệnh chứ. View đâu hết rồi ta, em nghĩ chắc là tại vì mặc đồ hở quá nên TikTok bóp rồi. Cái hàng TikTok có sơ hở là nó bóp à. Hở miếng là bóp liền. Làm con dâu ngoài Bắc hả? Thôi nghe đồn làm con dâu ngoài Bắc hả? Mẹ chồng hả? Dữ lắm. Bóp gì không bóp à? Bóp hoài. Ừ thì còn là gì nữa đâu. Hồi nãy đầu like hơi hở nên là TikTok nó bóp tương tác. Hồi nãy view cao quá trời phải không? Hồi nãy view 500 mấy người luôn. Em cảm ơn chuối BTD. Cảm ơn anh. Người ơi hãy tin Thư này. Cả TikTok đều vậy mà thay đồ đi. Bây giờ nó bóp rồi thì tao có thay đồ nữa cũng vậy thôi. Hôm nay mình làm bài nhạc đi. Gửi anh xa nhớ nha, được không? Gửi vua điên xa nhớ. Gửi anh xa nhớ tâm nữ. Bữa giờ là bị gọi là bị ngại hát. Tại bị hát dở quá đi. Mới sáng ra nhiều người bị cay dữ bay. Nhiều người mờ dữ vậy. Hạ Tám Tông trời ơi, biết bài tôi quá ta.
gửi hữu duyên gửi đến anh Căn Cọc, anh Cọc Khăn, mới gia đình tên nghe tục. Em không biết sao hết nha, nhìn em cũng kiểu là gọi là dịu hiền, ngây thơ trong sáng, nhưng mà gia đình em tên kỳ quá. Hồi xưa lúc mà em mới lai cũng có gia đình tên là Cu, gia đình Cu. Là Cu gì, gia đình Cu đủ thứ luôn, Cu bảy màu, Cu ghẻ, Cu lỡ luôn. Nhớ cái đầu lắm. Không biết sao luôn. Alo, alo. Mọi người em hát thử, mọi người thấy được thì em hát tiếp nha. Tại mấy bữa nay không biết âm thanh chỉnh sao hát chữ ẹt lắm. Em say anh có khỏe không? Em lâu lắm không viết thư tay. Đâu thư em chẳng biết nói gì. Ngoài câu em ở đây nhớ anh vơi đầy. Anh hãy cứ yên tâm công tác. Em ra riêng thì chung một lòng. Ngày em nghĩ về giọng chưa mở là chưa được đúng không? Hay là do âm thanh ta hồi bữa giờ mình hát cho mọi người nghe không mà mình chưa có tự nghe lại nên mình không có đánh giá được. Chưa được đúng không? Bỏ đi. Không dám chê hả? Sao vậy? Sao tự nhiên mày hiền? Hát như đang bị ai bóp cổ thiếu ơi, ủa gì hả? Kỳ ta, thử bài khác nha. Thử nhiều hơn trước. Thử bài khác đi nha. Mấy nay toàn hát vậy không á, không biết nữa. Alo, 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 alo. Alo, 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 alo. Làm bài tủ đi. Bài tủ hả? Thôi, bởi hát bài tủ hơi nhiều. Lên Tùng nha. Tính làm ca sĩ không em? Dạ em tính làm ca lẻ. Alo, alo. Sao á? Tại vì hồi bữa em mới chỉnh cái gì tùm lum tà la hết á, em chỉnh sao á, giờ bữa giờ hát vậy ẹt. Cảm ơn Hiệp nha. Hạ xuống 12 tông luôn. Sa mạc tình yêu em biết bài đó không? Em không. Sa mạc tình yêu nghe lạ quá. Bi kêu cho tao mít mà nó không cho mày. Nếu là em thì em sẽ dành cho anh những ngày hạnh phúc. Nếu là em thì em sẽ bên anh không bao giờ. Sẽ không làm anh khóc, em sẽ không bao giờ quên, em sẽ cố làm tất cả cho anh tháng ngày bình yên. Nếu là em
tôi nha. Quên hello bà đâu vậy, thấy bà im ru vậy ta. Đồ con nhỏ, đồ con để hát thép con đột nghỉ mẹ đi. Giá ẹt cũng hết kỳ. Hello copy pen. Hát hết bài đi. Mới cũng vậy không dám nói chuyện. Ủa sao lại không dám? Nếu là em thì em sẽ dành cho anh những ngày hạnh phúc. Nếu là em thì em sẽ bên anh không bao giờ xa. Em sẽ không làm em khóc. Em sẽ không bao giờ như thế. Em sẽ cố anh mỗi ngày, làm anh khóc mỗi ngày luôn. 10 điểm chị ơi, được đúng không? Mà một xíu nữa nếu mà có tắt like thì em sẽ tự nghe lại, em tự đánh giá, em tự biết là bữa giờ em hát em không có dám nghe lại. Bữa giờ tự hát không dám tự nghe, để cho mọi người nghe thôi. Hay như ca sĩ. Bởi gia đình em tệ với em lắm kìa. Em hát xong rồi khen khí thế luôn, đi nụt khen khí thế luôn, xong kêu cho xin 50.000 tiền khen. Mí. Khen người ta đã tưởng thiệt, em tưởng đâu là khen em thiệt. Ai dè, 50.000 tiền khen. Theo như em cảm thấy chị hát giờ ok hơn Diva mà em gặp hồi Tết. FG cũng nói vậy với em. FG cũng nói vậy hồi sợ. FG kêu hồi xưa tao sợ mày hát. Ngày xưa tao sợ muốn chết. Giờ nói chung là cũng sợ, nhưng mà đỡ sợ hơn đúng không? Xã nha, chị tôi mới cũng vậy, chị tôi đang không đi làm hả ta? Ước được gặp chị hả? Gặp chị chi? Gặp chị ngoài là bị mất hình tượng á. Không mà có hình tượng đâu mất. Quên nữa chứ. Không đi làm kiếm tiền đâu nạp ổi vậy. Chứ sao giờ đây chị mới ngủ dậy? Chị đi làm trễ rồi. Đen ghẻ. Không, chị không phải chị khùng mà chị mất dạy. Chị không phải chị khùng mà chị mất dạy. Gì em đã chờ em.
không nổi luôn á. Ủa sao dở? Tát bình thường mà. Dở hả? Dở không? Dở thì nín không hát nữa. Hay lắm em. Chưa một lần em thấy hối hận vì những gì em đã chọn. Em biết rằng trên thế giới này chẳng còn lại một người như anh. Em chẳng thể nào người yêu anh vì niềm vui bên anh quá lớn. Dẫu thế nào em sẽ chẳng biết chỉnh cái gì rồi á. Em cũng hát như bình thường, em thấy em cũng hát như là mấy lần trước em hát, nhưng mà cái nghe nó không giống gì nữa. Nghỉ đi, bỏ hát luôn đi. Nếu chúng ta tiếng mày giống như bị nghẹt mũi vậy. Vậy thôi không hát nữa nha, không hát nữa. Còn lại gì nữa đâu, ừ thì còn lại gì nữa đâu. Alo, alo, alo. Bạn rất đặc biệt bởi vì bạn là người duy nhất giống như bạn. Là sao? Kêu Ben chỉnh đi. Quen biết gì đâu kêu cha. Quậy em hỏi sao không nghe nhạc nữa vậy? Là sao? Ý là chị hát á hả? Lao tâm khổ tứ. Lao tâm khổ tứ. Em hát cho chị nghe nha. Mất được không hay là bình thường? Kêu chị ở lì chỉnh đi. Liên quan gì má? Tự nhiên kêu chị ở lì chỉnh khùng không? Liên quan gì? Là sao nữa? Bánh thì sẵn hay gì? Đúng là sức mạnh của mặc đồ hở dúng ha. Biêu bóp không còn cái gì luôn. Hồi nãy mới lên like 500 biêu. Giờ tụt xuống còn 100 mấy biêu luôn. Vừa hát vừa nhảy hả? Có biết nhảy đâu mà nhảy. TikTok không cho người xem coi, nhưng mà TikTok coi. Lâu lâu được bữa ngon. Ừ, lâu lâu